Quay về chương trình livestream bán hàng Foreigner livestream. Chương trình diễn ra vào lúc tối nay vào lúc 19:30 trên kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Mời các bạn đón theo dõi trên kênh fanpage của Phú Mỹ Pho. Đến với chương trình, các bạn sẽ được tham gia nhiều chương trình game show bốc thăm trúng thưởng. Và quý khách hàng có nhu cầu mua xe Foreigner vào tối nay, quý khách sẽ có nhu cầu trúng thưởng một cái máy làm sạch chi phí hợp đồng, máy làm sạch cát chơ. Đón xem chương trình bán hàng Ranger trực tuyến lớn nhất năm, được tổ chức vào lúc 7:30 thứ bảy ngày 30/10/2021, cùng cơ hội nhận được quà tặng khuyến mãi hấp dẫn sau: 10 quà tặng đầu tiên cho khách hàng xem và chia sẻ livestream, 10 phần quà tặng dành cho khách hàng tham gia trò chơi đố vui có thưởng, mua xe với khuyến mãi khủng nhất năm, giảm tiền mặt, tặng phụ kiện. Đặc biệt với khách hàng chốt hợp đồng ngày 30/10/2021 sẽ có cơ hội nhận ngay một máy làm sạch ca tre. Đăng ký tham dự ngay hôm nay cùng Phú Mỹ Pho. Cùng đón xem chương trình bán hàng Ranger trực tuyến lớn nhất năm, được tổ chức vào lúc 7:30 thứ bảy ngày 30/10/2021, cùng cơ hội nhận được quà tặng khuyến mãi hấp dẫn sau: 10 quà tặng đầu tiên cho khách hàng xem và chia sẻ livestream, 10 phần quà tặng dành cho khách hàng tham gia trò chơi đố vui có thưởng, mua xe với khuyến mãi khủng nhất năm, giảm tiền mặt, tặng phụ kiện. Đặc biệt với khách hàng chốt hợp đồng ngày 30/10/2021 sẽ có cơ hội nhận ngay một máy làm sạch ca tre. Đăng ký tham dự ngay hôm nay cùng Phú Mỹ Pho. Trong bối cảnh ngành ô tô tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng xe tiêu thụ giảm dẫn đến doanh số hầu hết các phân khúc xe cũng lao dốc. Trong đó, xe bán tải là một trong những phân khúc có mức sụt giảm doanh số cao nhất trong năm 2020. Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong năm 2020, tổng lượng xe bán tải tiêu thụ tại Việt Nam chỉ đạt 19.697 xe, giảm 13,5%, tương đương 3.070 xe so với năm 2019. Trong số những mẫu xe bán tải được các doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam trong năm 2020, Foreigner vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Số liệu bán hàng cho thấy có đến 68% khách hàng mua xe bán tải trong năm 2020 đều lựa chọn Ranger. Đây cũng là mẫu xe bán tải duy nhất tại Việt Nam trong năm 2020 đạt doanh số bán trung bình trên 1.100 xe mỗi tháng. Thậm chí doanh số bán của Foreigner trong cả năm 2020 còn nhiều gấp đôi tổng doanh số của các đối thủ. Hiện tại bây giờ thì các bạn thấy là đối với dòng xe Everest và dòng xe Ranger của Ford Việt Nam đang chiếm những cái thị phần rất cao. Ví dụ như dòng xe Ranger hiện tại đang tăng trưởng với 70% so với dòng xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Thì trong đó ở Phú Mỹ cũng đang tăng trưởng với cái dòng xe này rất cao. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các đối thủ bám đuổi Foreigner lại đang tỏ ra hụt hơi. Toyota đã nỗ lực tung ra thị trường bản nâng cấp mới của Hilux, tuy nhiên kết quả kinh doanh của mẫu xe này lại càng khiến thương hiệu Nhật Bản thêm đau đầu. Năm 2020, doanh số bán Toyota Hilux chỉ đạt 2.642 xe, giảm 221 xe so với năm 2019. Mitsubishi cũng đã rất nỗ lực để gia tăng sức hút cho Triton, nhưng doanh số bán mẫu xe này cũng chỉ dừng lại ở mức 2.247 xe, giảm 422 xe so với năm 2019. Trong khi đó, Mazda BT50 đang lao dốc không phanh với kết quả kinh doanh năm 2020 đạt 1.329 xe, giảm 565 xe so với năm 2019. Vị trí cuối cùng thuộc về Isuzu D-Max. Năm vừa qua, mẫu xe này chỉ bán được 188 xe, giảm gần một nửa so với năm trước đó. Tuy nhiên, với việc Isuzu D-Max, Mazda BT50 thế hệ mới hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, cùng với việc Ford Việt Nam sẽ tung phiên bản Ranger lắp ráp trong nước từ quý 2 năm 2021, phân khúc xe bán tải trong năm 2021 dự báo sẽ ngày càng cạnh tranh.